Thì hỏi là một người có hình xăm trên người thì có được xuất gia hay không? Thì xin thưa quý vị đó, không có cấm ha. Hình xăm trên người nó không phải là một cái khuyết tật, như là cái chuyện là mình bị cụt một cái ngón tay, bị cụt một cái cánh tay, hoặc bị cụt một cái lỗ tai, nó không phải là một khuyết tật, cho nên là được phép xuất gia. Được phép xuất gia, chỉ là sau khi xuất gia rồi đó, sau khi xuất gia rồi đó thì không có được xăm hình. Có là sau khi xuất gia rồi thì không có được xăm, không có được xăm nữa. Đấy. Sau khi, cho nên á, là được phép xuất gia ha, được phép xuất gia, nhưng mà sau khi xuất gia rồi thì nhớ nhớ là chúng ta không có được coi như không có được xăm hình, hoặc đúng theo luật á, là không được vẽ thêm bất kỳ một cái gì, không được vẽ thêm bất kỳ một cái gì lên trên cơ thể của mình sau khi mà đã xuất gia. Còn trước đó thì tùy ý. Có nghĩa là nói chơi cho vui đó, có nghĩa là muốn xăm hình gì đó thì cứ xăm cho kín người đi, xăm cho thoải mái đi, cái hồi tu là không có xăm được nữa. Nhưng mà nhớ có một cái chuyện này, đó là xăm cái gì thì xăm, nhưng mà xăm lên mặt là không được xuất gia ha. Có nghĩa là xăm người đó, xăm kín mít đó, xăm từ cổ trở xuống cái đầu ngón chân thì vẫn được xuất gia, nhưng mà xăm lên mặt là không được xuất gia. Tại vì cái này là nó dính tới luật ha, luật.